Chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khánh thành công trình nâng cấp, tôn tạo đài tưởng niệm thành phố và cải tạo mở rộng quảng trường 29 tháng 3 giai đoạn 1 và công trình đường ven sông Tuyên Sơn, Túy Loan công trình nâng cấp tôn tạo đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng và cải tạo mở rộng quảng trường 29 tháng 3 tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu được chia thành hai giai đoạn với tổng giá trị đầu tư hơn 212,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và xã hội hóa. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025. Công trình đường ven sông Tuyên Sơn Túy Loan là một trong những dự án giao thông trọng điểm của thành phố. Công trình khởi công năm 2017 với tổng vốn đầu tư hơn 745 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, trong đó gói thầu xây lắp có giá trị 526 tỷ đồng. Công trình có chiều dài khoảng 7 km đi qua phường Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, điểm đầu gần nhà máy nước Cầu Đỏ và xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, điểm cuối giao với quốc lộ 14B. Dự án đường ven sông Tuyên Sơn Túy Loan được hình thành sẽ tạo nên trục đường chạy dọc từ khu dân cư Tuyên Sơn đến Túy Loan, góp phần giảm tải tuyến cách mạng tháng 8 quốc lộ 14B, kết nối trung tâm thành phố với huyện Hòa Vang, tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện Hòa Vang.